Nhân dịp chào đón năm mới Xuân Quý Mão và đón Tết cổ truyền của dân tộc, sáng nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm tặng quà chúc mừng các chức sắc Phật giáo tiêu biểu. Cùng đi có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng lãng hoa quà chúc mừng Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và các tăng ni Phật tử. Đồng chí chúc các chức sắc Phật giáo cùng các tăng ni Phật tử trong tỉnh đón năm mới an lành hạnh phúc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những đóng góp của Tỉnh hội Phật giáo trong sự phát triển chung của tỉnh, đặc biệt là công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng các dự án công trình trọng điểm của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh trong những năm qua đã có nhiều hoạt động từ thiện quan tâm đến những đối tượng yếu thế trong xã hội, góp phần không nhỏ trong việc thực hiện chủ trương xóa đói giảm nghèo của tỉnh. Đồng chí bày tỏ mong muốn Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng các tăng ni Phật tử luôn đoàn kết chung tay xây dựng quê hương, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.